Điểm danh năm thiết kế áo khoác mỏng nhẹ tạo nên cơn sốt mùa hè. Ánh nắng ngày hè càng khiến áo khoác trở nên quan trọng hơn mỗi lần xuống phố. Điều làm nên sự khác biệt trong các mẫu áo ngày nóng chính là chất liệu mỏng nhẹ cùng công cuộc cắt quét đầy phân tích. Cùng tham khảo một số thiết kế vừa giúp bạn trở nên sành điệu vừa có tác dụng che chắn phần nào dưới thời tiết nắng gắt. Khuấy đảo mùa hè với dốc kè blazer dáng lửng, chỉ ngắn bằng một nửa thiết kế nguyên bản có xu hướng lên ngôi trong mùa hè năm nay. Chiếc áo không chỉ khoe khéo vòng eo phái đẹp mà còn thể hiện khả năng linh hoạt trong việc phối đồ. Khi kết hợp với đầm hoặc quần lưng cao, bạn đã hoàn thành một công thức khách dáng tuyệt vời. Hội hoa tay có thể tự chỉnh sửa từ chiếc áo blazer cũ, nhưng cách tốt nhất vẫn là tìm đến một thợ may chuyên nghiệp để đảm bảo đường may thật sắc sảo và chắc chắn, khơi dậy ký ức với view vintage. Bữa tiệc thời trang mùa hè trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi chiếc áo của bố trở lại. Từ vải dệt kim, kaki đến cốt tông, Kendall Jenner đang lăng xê thiết kế này trên khắp các con phố ở New York. Đây là lúc bạn nên ghé ngay vào một cửa hàng đồ xin nào đó để tìm kiếm những chiếc view nhuốm màu quá khứ. Chúng đem lại cảm giác thanh lịch và cổ điển đúng nghĩa. Nếu may mắn, hội tín đồ còn có thể săn được những item độc nhất vô nhị, sặc sỡ sắc hè với áo khoác do chét. Một trong những xu hướng thời trang lan tỏa nhiều năng lượng tích cực nhất của năm ngoái là chiếc cardigan đan móc với hoa văn và màu sắc tươi sáng. Chúng vẫn chưa hạn nhiệt cho đến năm nay. Đây là item lý tưởng cho những chuyến vi vu mùa hè. Nếu không quen diện màu nổi bật, bạn có thể chọn những thiết kế áo do chét mang hơi hướng bohemian có màu trung tính và móc đan thư hơn, với lớp lưới nửa kín nửa hở. Các cô nàng có thể tinh tế để lộ những nét quyến rũ trên cơ thể, tinh thần thể thao bùng nổ với áo khoác vải dù. Chất liệu vải dù cản nhiệt có thể tạo ra một không gian điều hòa cơ thể trong khí trời nóng bức. Đó là lý do vì sao áo khoác vải dù lại được ưa chuộng trong các hoạt động thể thao. Không vì lẽ đó mà thiết kế của những mẫu áo này lại đơn điệu, nhàm chán. Áo khoác vào ngày nay rất đa dạng từ kiểu dáng đến màu sắc. Những bản phối thường thấy với áo in jacke là quần biker, quần legging hoặc check pants với áo hai dây hoặc tank top. Đặc tính chống nước càng là một điểm cộng để đối phó với thời tiết sáng nắng, chiều mưa. Đơn giản, tinh tế với áo sơ mi xứng đáng được ngợi ca là món đồ đa di năng nhất thì thế giới thời trang. Những thiết kế oversize không chỉ giúp người mặc thoải mái hơn mà còn có thể tận dụng làm thành áo che nắng tuyệt hảo để chinh phục phong thái chic không gắng gượng. Hãy chơi đùa với bảng màu trung tính và những chiếc quần dáng suông, bản quyền thuộc về tập đoàn công nghiệp Viễn Thông Quân đội Viettel.